Hãy vẽ bất cứ những cái gì mà mình cảm thấy thích, đừng sợ sai. Chúng ta cứ lấy một cái cuốn sổ sketchbook của chúng ta ra, chúng ta vẽ hết hình này tới hình kia qua hình nọ. Chúng ta cứ vẽ hết những thứ xung quanh chúng ta biết, tại vì đó sẽ là cái nguồn kiến thức và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú cho chúng ta sau này. Hello, chào mọi người. Hôm nay trời nắng sáng rất là đẹp. Cho nên là mình sẽ làm một cái video ngắn nói chuyện với các bạn về vấn đề vẽ. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn năm cái thói quen nho nhỏ có thể giúp các bạn vẽ đẹp hơn, vẽ tốt hơn. Thì năm cái thói quen này là cái năm cái đúc kết mình học được từ từ bé cho tới lớn, thì mình rút ra được cái năm cái bí quyết này. Thì hy vọng là với năm bí quyết này là có thể giúp ít nhiều gì đó cho các bạn nha. Rồi ok, không làm mất thời gian các bạn nữa thì mình sẽ bắt đầu với cái thói quen thứ nhất. Cái thói quen thứ nhất để cho các bạn vẽ tốt hơn, đẹp hơn đó là thói quen quan sát bằng mắt á, mắt của mình đây nè. Thường thường ấy thì các bạn hay bị lầm lẫn ở cái chỗ là cái tay nó sẽ giúp các bạn vẽ đẹp, nhưng không phải nha. Con mắt của mình nó mới giúp mình vẽ đẹp. Con mắt của mình với lại cái bộ nhớ của mình, cái bộ não của mình á. Còn thật ra cái tay á, nó chỉ đóng vai trò phụ thôi, nó chiếm không có nhiều quan trọng lắm đâu. Ví dụ như các bạn giờ các bạn nắm cái tay này lại, cột lại ha. Cái các bạn để cái bút chì vô đây, không cần tới ngón tay luôn, thì các bạn cũng cố gắng là cũng ba với cái khiếu thẩm mỹ chúng ta quan sát bằng mắt đã có trong quá trình lâu dài về trước á, và cái kiến thức của chúng ta có trong đầu á, chúng ta hoàn toàn cũng có thể vẽ bằng cái tay bị cột như thế này, cột lại nha, chứ mình không nói là cục nha. Hoặc là chúng ta có thể luyện vẽ bằng tay trái cũng được, không có vấn đề gì cả. Ok, quay lại cái vấn đề quan sát. Quan sát nghĩa là các bạn chú ý quan sát đối tượng từng chi tiết nào đó mà các bạn thích thật kỹ lưỡng. Ví dụ như các bạn thích vẽ một con bướm đi. Các bạn quan sát chi tiết cái cánh nó ra làm sao, màu sắc trên cánh nó như thế nào, hoa văn trên cánh của nó là cái dạng gì, đó, nó bao nhiêu chân. Nói chung là chúng ta phải quan sát kỹ từng chi tiết mà chúng ta để ý tới. Nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Tại vì sau này các bạn có cơ hội, các bạn học lên nâng cao, các bạn sẽ được học vẽ các cái khối ngũ quan, vẽ các cái tượng tượng người này kia, thì nó sẽ giúp cho các bạn cái khả năng quan sát rất là tốt. Đó là không phải ngẫu nhiên người ta chọn vẽ tượng hoặc là vẽ các hình khối để làm những cái nền tảng cơ bản cho các bạn đâu. Tại vì nó thông qua quan sát những cái hình khối đó, những cái tượng đó, nó sẽ giúp cho các bạn chia tỷ lệ và nhớ các cái khối bộ phận cơ thể người này kia nó rất là tốt đó. Cho nên các bạn hãy tập kỹ năng quan sát ngay từ bây giờ nếu các bạn thích vẽ. Ví dụ như đơn giản các bạn thích đọc truyện tranh cũng vậy, các bạn thích vẽ Doraemon đi, các bạn phải quan sát làm sao Doraemon nó gồm có những chi tiết trên cơ thể như thế nào đó. Có nhiều bạn vẽ rất là sai nha, sai Doraemon vẽ rất nhiều, mặc dù nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng là do các bạn quan sát chưa kỹ, cho nên các bạn cần phải luyện cái khả năng quan sát của mình cho thiệt là tốt nha. Ok, cái vấn đề thứ hai, thói quen thứ hai đó chính là thường xuyên xem những cái artwork, những cái video, những cái tác phẩm của những họa sĩ lớn, những cái idol của mình á. Ví dụ như mình thì thích đọc truyện tranh, thì mình có những idol như là Akira Toriyama, Slamdance, Ino Takehiko, ví dụ như vậy. Đó, chúng ta xem những cái tác phẩm của họ, xem những cái artwork của họ để làm gì? Để chúng ta có được cái niềm cảm hứng lâu dài. Ví dụ chúng ta thích vẽ màu nước, chúng ta thích vẽ ký họa, chúng ta thích vẽ trên sơn dầu, thì ở ngoài kia có rất rất là nhiều những cái danh tác lớn. Chúng ta có thể xem họ làm như thế nào, chúng ta xem họ vẽ như thế nào để chúng ta có cái cảm hứng chúng ta mỗi ngày. Ví dụ như mình đi, ngoài Akira Toriyama hay là Ino Takehiko và nhiều lắm, mình còn follow nhiều người lắm. Hoặc là Kim Sung Gi của Hàn Quốc á, đó, ông ta là bậc thầy master vẽ trừng tượng luôn.
Đó thì hãy thường xuyên xem những cái tác phẩm của idol, của thần tượng của mình đó. Nó sẽ giúp cho chúng mình có cái nhìn tốt hơn hơn là các bạn không chịu follow ai cả, không có thần tượng ai và cũng không thích phong cách của ai. Chúng ta không học theo bất cứ phong cách của ai hết, chúng ta chỉ có học, chúng ta xem xét, chúng ta cập nhật thêm những cái kỹ năng của họ, những cái phong cách chút xíu của họ, chúng ta kết hợp lại để thành cái riêng cho chính mình. Chứ chúng ta đừng bắt chước ai hết, đừng có bị phụ thuộc ai hết, cố gắng tạo ra một cái phong cách riêng, một cái nét riêng cho chính mình. Đó. Rồi, cái mẹo thứ ba ha. Chúng ta phải cố gắng luyện tập cái kỹ năng vẽ ký họa tốc họa. Ký họa tốc họa là sao? Là chúng ta thích cái chiếc xe máy đó, hoặc là con mèo đó, hoặc là cái bông hoa đó, thì chúng ta lấy giấy bút ra, chúng ta không cần có chụp hình lại đâu, chúng ta phải lấy cái bút chì ra, giấy ra, chúng ta phác thảo nhanh, chúng ta ký họa nhanh, tốc họa để làm chi? Để chúng ta luyện tập cái khả năng bắt cái dáng hình đó. Chúng ta có khả năng quan sát từ từ á, cái kỹ năng đó sẽ giúp chúng ta là hình thành nên cái khả năng quan sát rất là tốt thông qua cái việc ký họa đó. Ban đầu thì có lẽ là chúng ta vẽ nó hơi xấu, chưa có đúng hình, méo mó một chút xíu, nhưng mà từ từ chúng ta cứ luyện tập, tại vì ký họa nó giúp cho chúng ta là không cần phải phác thảo trước nhiều quá. Sau này khi mà chúng ta vững tay rồi á, chúng ta sẽ có thể vẽ bất cứ cái hình gì một cách trực tiếp, và chúng ta vẽ với cái độ chính xác là tương đối rất là cao ha. Đó, ký họa và tốc họa nó cũng rất là giúp chúng ta nhiều trong cái khả năng luyện vẽ. Quan trọng á, chúng ta đừng có lo là chúng ta đang cầm công cụ gì, bản vẽ iPad hay là bút xịn, không quan trọng luôn các bạn. Thậm chí các bạn cầm một viên phấn hoặc là cầm một cái cục than cũng được, ở trên nền đất, nền gạch hay là tường xi măng gì cũng vậy. Chúng ta đã đam mê vẽ rồi thì chúng ta cứ thể hiện lên. Ý ở đây mình muốn nói là khi các bạn đã đam mê thì chúng ta bất chấp đó, cứ luyện vẽ ký họa tốc họa nhiều thì cái sẽ nâng cao cái khả năng vẽ vẽ tay của mình này. Đó. Rồi, cái mẹo thứ tư là khả năng cảm nhận màu sắc của chúng ta. Nghĩa là chúng ta khi chúng ta nhìn quan sát vào một vật nào đó, ví dụ như một bông hoa, thì chúng ta có cái nhìn rõ ràng, hoa này là hoa màu vàng cam hay là vàng nhạt hay là đỏ hay là đỏ tím. Hoặc là khi chúng ta nhìn vào một cái phong cảnh tổng thể, chúng ta thấy được là ánh nắng này đang là chiều vàng hôn, nó sẽ ngã sắc vàng hay là ngã sắc tím. Chúng ta luyện tập chúng ta cái khả năng cảm màu, ví dụ như vẽ một trái táo đi, chúng ta thấy được rằng là trên trái táo này không phải có duy nhất là màu đỏ, nó còn có màu hơi cam cam, hơi tím tím và có pha một chút xanh. Đó, cái khả năng cảm màu của chúng ta nó sẽ giúp chúng ta tô màu tốt hơn. Chúng ta có thể sau này dễ dàng tô chuyển màu và phân biệt và hòa trộn các loại màu với nhau để tạo nên những cái hiệu ứng màu nó vô cùng đẹp và bắt mắt. Đó, cái khâu về cảm màu này á, chúng ta phải có thời gian nói sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì cái phần màu này nó là có một bộ môn khoa học về sắc màu, cho nên nó rất là rộng lớn, chứ không phải là thông qua cái vài câu nói của mình như thế này là các bạn có thể hiểu được đâu. Rồi, ok, tiếp theo là cái mẹo cuối cùng, mẹo thứ năm. Đây là có lẽ là cái mẹo cũng rất rất là quan trọng, và có lẽ là đối với mình là mình luyện tập cái mẹo này nhiều nhất, đó là luyện tập vẽ thật nhiều, thật thật nhiều. Nếu các bạn có thời gian và có khả năng, hãy vẽ bất cứ những cái gì mà mình cảm thấy thích, đừng sợ sai. Chúng ta cứ lấy một cái cuốn sổ sketchbook của chúng ta ra, chúng ta vẽ hết hình này tới hình kia qua hình nọ, chúng ta cứ vẽ hết những thứ xung quanh chúng ta biết, tại vì đó sẽ là cái nguồn kiến thức và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú cho chúng ta sau này. Ví dụ như có người hỏi bạn là mày vẽ cho tao chiếc xe đạp đi. Nếu mà các bạn trước đây các bạn chưa quan sát, các bạn chưa bao giờ đặt cây bút vẽ xe đạp như thế nào, thì nếu các bạn không có hình, các bạn không sợt trên điện thoại, thì chắc chắn các bạn không thể nào vẽ được chiếc xe đạp. Mà nếu các bạn đã từng vẽ rất nhiều thứ xung quanh, từ con vật cho tới đồ vật, thì trong trí nhớ của các bạn á, nó sẽ lưu giữ lại hết thông qua cái khả năng quan sát, khả năng tốc họa
và luyện tập vẽ thật nhiều là nó sẽ nằm hết trong cái bộ não của bạn. Khi các bạn triển khai vẽ bất cứ cái hình gì thì cái nguồn tài nguyên đó nó vô cùng phong phú trong trong trí não của bạn, nó sẽ tuôn chảy ra từ đây ra đây, ra tay của mình, ra cây bút, rồi nó mới ra giấy. Thực ra là nó nằm hết trong trí não của mình, chứ nó không có nằm ở cái bàn tay mình đâu. Đó, trí não và đôi mắt của mình nó rất là quan trọng trong cái khả năng luyện vẽ của chúng ta. Cứ đam mê vẽ, cứ luyện tập vẽ chậm chậm, chậm rãi, mỗi ngày tiến lên một chút, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc luyện tập vẽ và yêu vẽ. Chúng ta vẽ, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải trở thành họa sĩ đâu. Vẽ nó giúp chúng ta làm sao? Cảm thấy yêu đời, hạnh phúc, thoải mái. Chúng ta có thể chia sẻ cái niềm vui đó cho mọi người. Chúng ta có thể post lên mạng xã hội hay là chia sẻ đâu đó. Chúng ta cảm thấy rất là vui. Đó. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải làm họa sĩ, nhà thiết kế. Đó. Chúng ta vẽ đẹp, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái trí não tốt. Và chúng ta có cái khả năng hình dung, bố cục, tư duy, lập luận, logic nó cũng tốt hơn. Đó. Thì hy vọng là với 5 cái thói quen cá nhân này của mình đó, có thể là giúp ít nhiều gì đó cho các bạn trong cái lĩnh vực vẽ và thiết kế này ha. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video mình tới đây. Mình sẽ trong những video tiếp theo thì các có lẽ là mình sẽ tiếp tục cho ra những cái video về review màu và vẽ một số cái hình này hình kia cho các bạn xem. Rất cảm ơn các bạn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.